Mày có khiếp hiếp nữa em ạ. Hai đứa kia chiêu vậy? Chị năm 2 đúng không? Chị năm 2 năm 3? Năm 2. Chị học ngành gì? Chị học... Ơ, mai lên ghi tín nhở? Ngành... Tôi không nói được. Nào bao nhiêu giờ? Khoa ép cho cái lịch học. Mùa đông nó bắt theo buổi sáng 7 giờ.